Đã là con gái, ai cũng muốn mua sắm cho mình những sản phẩm chăm sóc da chất lượng, nhất là đối với những bạn gái gặp phải các vấn đề về nám da, sạm da. Hôm nay hãy cùng với Let's Go điểm qua một trong những địa điểm mua sắm mỹ phẩm uy tín khiến phái đẹp thường xuyên ghé đến ngay tại Hà Nội nhé. Nhân viên tại đây khá tâm lý khi tư vấn giúp các bạn hiểu về cách chăm sóc da nói chung, cũng như đưa ra các tiêu chí lựa chọn sản phẩm an toàn, mang thương hiệu và xuất xứ rõ ràng. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được hướng dẫn theo dõi fanpage để biết thêm những đợt tri ân mua sắm sản phẩm giảm giá hay kèm quà tặng ý nghĩa. Nhờ vậy, khi đến đây, bạn không chỉ được giới thiệu các sản phẩm uy tín, mà còn được kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ các tip làm đẹp, khiến buổi mua sắm của bạn trở nên vui vẻ và có ích hơn rất nhiều đó. Đặc biệt tại đây còn có rất nhiều loại mỹ phẩm giúp khắc phục các vấn đề về nám da, sạm da, giúp phái đẹp dễ dàng tìm kiếm được các sản phẩm phù hợp với mình. Những điểm đặc biệt và khác biệt khi mà khách hàng đến với showroom của Magic Skin, điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đó chính là sự chăm sóc. Bất cứ khách hàng nào khi mà đi mua mỹ phẩm thì họ đều mong muốn rằng sẽ tìm được đến một cái cửa hàng mà có nhân viên hiểu về làn da để có thể tư vấn cho họ những cái phương pháp và những cái cách thức để làm sao sử dụng mỹ phẩm hiệu quả nhất. Đặc biệt thì khách hàng luôn luôn muốn hỏi rằng là cái làn da của họ, cái tình trạng hiện tại như thế nào, và khi đến đây thì các nhân viên sẽ tư vấn cho khách hàng một cách kỹ lưỡng nhất. Không gian tại đây cũng rất rộng rãi, thoải mái. Các sản phẩm được bày trí khoa học, giúp các chị em thoải mái nhất khi mua sắm. Thực sự khi mình đến đây thì mình cảm thấy ở cái không gian đấy rất là chuyên nghiệp. Các bạn tư vấn cho mình thì rất là nhiệt tình, từ sản phẩm này đến mẫu mã này, đến các sản phẩm liên quan về để làm sao cho mình phát huy cái hiệu quả tốt nhất ấy. Thì kể cả cái đến khoản chăm sóc, sau khi mà mình dùng sản phẩm mang về nhà rồi thì các bạn chăm sóc mình rất là tận tình, kỹ lưỡng, tỉ mỉ, chi tiết. Nói chung mình thực sự mình cảm thấy rất hài lòng. Và khi mà đến đây ấy, thì mình không bị cảm giác mất tự tin. Bởi vì thường thường với những người bị nám ấy, thì đi đến chỗ đông người mà tiếp xúc với người khác thì mình thực sự mình cảm thấy tự ti. Nhưng khi đến đây mình cảm giác là mình được coi như người nhà ấy, một khách hàng rất thân thiết. Thì điều đấy là mình rất là yên tâm. Mình biết đến cái cửa hàng này là nhờ bạn bè giới thiệu mình đến. Và khi mà đến đây ấy, thì mình thấy là thái độ của nhân viên rất là tốt. Và mình cũng thấy sản phẩm rất là đa dạng về mẫu mã, thì rất là nhiều loại sản phẩm và mình thấy là rất là phù hợp với làn da của mình. Và mình cũng rất là mong muốn là dùng thử sản phẩm. Chắc chắn là hôm nay mình sẽ mua thử một bộ sản phẩm về để trải nghiệm. Hy vọng Let's Go ngày hôm nay đã giới thiệu cho quý vị và các bạn một địa chỉ mua sắm các sản phẩm làm đẹp hợp với phong cách của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!